Lửa ấm không kìm lòng được, mình đã qua đêm với tình cũ. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ phim Lửa ấm đã lên sóng được 16 tập. Những trường đoạn và phân đoạn đã diễn ra cho quý khán giả thấy được sự vất vả, khó khăn, mệt nhọc và vô cùng hiểm nguy của những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó là sự khó khăn vất vả, căng thẳng, vồ bờ của các bác sĩ ngành y. Chỉ ngay từ mấy tập mở đầu đã khắc họa rõ nét tất cả về công việc của họ, vậy mà có rất nhiều người chưa bao giờ biết, thậm chí không bao giờ chịu hiểu những vất vả, hy sinh của họ. Đất nước chúng ta đang phải gánh chịu những thảm họa vô cùng to lớn. Từ khi dịch Covid xảy ra cho đến bây giờ vẫn chưa chấm dứt, thì thảm họa lũ lụt lại xảy tới. Hơn 100 người chết và mất tích, trong đó đã có gần 40 đồng chí bộ đội đã hy sinh khi đi giúp dân chống lũ. Những con người bằng xương bằng thịt đó đã được Tổ quốc ghi công với những cống hiến vô tận mà các anh đã dành cho đồng bào chúng ta. Hiện tại, khúc ruột miền Trung vẫn đang phải gồng mình giành giật sự sống với lũ lụt từng giây từng phút. Có thể nói, lúc này đây, chút công sức ủng hộ của chúng ta đối với miền Trung thân yêu là món quà vô giá. Quay trở lại với diễn biến mới nhất của bộ phim vừa lên sóng trong một phân cảnh tại bệnh viện, Khánh Ngọc về nước và nhận công tác tại bệnh viện nơi Thủy cũng đang công tác tại đó. Ngọc đến chào thầy của mình. Tại phòng làm việc, thầy của Ngọc nói, đúng là hoa khôi của trường y có khác, bao nhiêu năm rồi vẫn thế, vẫn xinh đẹp. Ngọc ngại ngùng nói với thầy. 10 năm rồi đấy thầy ạ, nhanh thật đấy, dạo này thầy thế nào ạ? Thầy có khỏe không? Hai thầy trò uống nước tâm sự, sau bao năm xa cách. Thầy hỏi Ngọc, thế nào, chán cơm Tây chưa? Ngọc nói, chán lắm rồi đấy thầy ạ. Em nhớ Hà Nội, nhớ phở, nhớ bún riêu, nhớ tất cả những món ăn vặt xung quanh trường mình. Thế nên em mới quyết định mò về đây đấy ạ. Tuy nhiên trong một phần cảnh khác cũng ở trong bệnh viện, khi bà Mai cùng người bà con được Ngọc đưa đi khám bệnh, người bà con nói với Ngọc, Thủy nó nhờ cháu đến đây giúp cô à? Đấy, con cháu nó có hiếu lắm, trước giờ nó vẫn tốt tính như thế đấy cháu ạ. Bà Mai nghe thấy ngượng ngùng nói, cô bảo đau sao nói nhiều thế? Đúng lúc đó, thì Thủy từ trong phòng bước ra, giật mình khi thấy Ngọc đi cùng bà Mai và người bà con. Thủy liền hỏi Ngọc, Ngọc về Việt Nam hôm nào sao không báo mình? Trong một phân cảnh tại nhà Minh, Thủy, Mai Anh hỏi bà Mai, rốt cuộc là mẹ gặp ai vậy? Bà Mai nói, cái Ngọc. Mai Anh giật mình hỏi, bà ta bị bệnh hiểm nghèo hay ung thư vậy mẹ? Bà Mai nói, nó là bác sĩ ở bệnh viện chứ không phải bệnh nhân. Mai Anh nói, cái thứ tham vàng bỏ ngãi đó con không muốn nhắc đến đâu mẹ. Bà Mai nói thì mẹ cũng ghét, nhưng chết nỗi bây giờ nó làm cùng bệnh viện với chị Thủy nhà mình. Mai Anh lại một lần nữa bất ngờ hỏi mẹ, làm hẳn ấy hả mẹ? Mẹ hỏi chắc chưa? Ủa, sao đang ở nước ngoài về Việt Nam làm chi vậy mẹ? Bà Mai mắng Mai Anh, ai mà biết, đang ghét làm sao mà hỏi được, cái con bé này. Thực ra từ đầu phim đến giờ nhiều khán giả lo lắng cho Thủy, nhất không ai khác chính là bà mẹ chồng. Là một người bà chịu thương chịu khó suốt đời lo cho chồng, cho con rồi đến cháu nội. Tuy bà Mai rất lo cho Minh khi làm công việc nguy hiểm, nhưng khán giả nhận xét bà Mai cũng không đến nỗi nào với con dâu, bởi bà đều lo lắng cho con mà có đôi chút quàng xiên, chứ thực ra bà Mai rất tốt bụng. Chính vì thế mới được bà con hàng xóm yêu quý. Khi xem phân đoạn bà Mai nói với con gái là rất ghét Ngọc, khán giả đã cảm thấy vui và an lòng, bởi dù sao trước mắt, khi Thủy đối mặt với Ngọc, sẽ có nhiều đồng minh bên cạnh, nhất là mẹ chồng. Không lo Thủy phải một mình chống đỡ lại kẻ địch vô cùng nguy hiểm, trừ phi bà Mai quay lưng với Thủy khi Ngọc quá khéo và mang đứa cháu nội thứ hai của bà Mai ra khoe. Với tính cách của Ngọc, chắc chắn Ngọc sẽ cho bà Mai biết, tự ủng hộ con dâu khi đó, biết đâu bà Mai quay sang ủng hộ Tiểu Tam. Trong một phân cảnh khác, Minh đi tập thể dục và gặp lại người đàn ông hôm trước. Minh hỏi người đàn ông đó về Ngọc. Minh nói, anh muốn hỏi về cô gái hôm trước. Cậu thanh niên kia trêu, hôm trước đi cùng vợ nên không dám hỏi chứ gì. Mình cười trừ, đâu có, anh muốn biết cô gái hôm trước như thế nào thôi mà. Cậu thanh niên nói, thì em bảo với cả anh rồi đấy, tỉnh lại cái là lại đi băng băng luôn, tinh thần rất tốt anh à, anh yên tâm. Mình lại tiếp tục dò hỏi, chắc là có người nhà tới đón à? Cậu thanh niên trả lời, không anh ạ, cô ấy bắt taxi về luôn. Mình bất ngờ nên hỏi, taxi? Cậu thanh niên chỉ biết trả lời, đúng rồi. Tưởng rằng sau khi mình rời đi, cô gái gặp nạn sẽ được người thân đưa về, nhưng mọi suy đoán của mình đều sai. Tỉnh lại là lại đi băng băng.
tinh thần rất tốt, anh yên tâm cô ấy bắt taxi về luôn, anh huấn luyện viên đã kể lại. Khi xem phân đoạn này, khán giả có vẻ lo lắng cho Thủy nhiều hơn, bởi có vẻ như Minh vẫn chưa quên được Ngọc nên đi tìm hiểu. Có khán giả nói tình cũ không dù cũng đến, Ngọc cao tay thật, đặt ra một tình huống khó đỡ khiến Minh phải sục sôi đi tìm nàng. Kiểu này chắc lại tìm gặp nhau đây, nếu vô tình gặp nhau sẽ chẳng làm cho Minh lăn tăn suy nghĩ. Đằng này bày trò rơi xuống nước để Minh cứu, và sau khi cứu lại đi luôn. Tình huống trớ trêu này do Ngọc tạo ra, bởi Ngọc biết Minh lo lắng cho Ngọc sẽ đi tìm và đúng là như vậy. Chắc chắn hai người sẽ gặp nhau bởi Ngọc đã gây vương vấn cho Minh khiến không gặp không được. Đấy là còn chưa kể đến chuyện Ngọc sẽ đòi bố cho con mình. Đó mới là vấn đề lớn mà Minh cần phải giải quyết. Khi xem đoạn trailer giới thiệu về Lửa Ấm có phân đoạn Ngọc và Minh bên nhau, hai người ngồi sát bên nhau rất tình cảm dưới ánh nến lung linh và dịu vang. Minh là một người đàn ông đã có gia đình. Cũng trong một đoạn trailer, anh đã thừa nhận với Thủy rằng Ngọc là mẹ của con gái anh, nhưng em và Quang mới là gia đình của anh. Nhìn chung lập luận của Minh chỉ là cái cách lấp liếm cho chuyện không vững tâm. Anh lo cho gia đình hiện đại của mình đang có, dẫn đến bằng chứng hiển nhiên khác. Minh đã có gia đình nhưng vẫn hẹn hò bữa tối lãng mạn, uống rượu vang bên Ngọc. Cô tiểu tam này vẫn có cơ hội ve vãn và lượn lờ xung quanh anh. Tới đây, bối cảnh câu chuyện của Lửa Ấm đã khá rõ ràng. Minh là một đội trưởng cứu hỏa khá tận tâm với nghề nhưng chưa tận tâm với gia đình. Có vẻ như anh chàng đã dùng hết sự kiên định của mình khi đứng trước ngọn lửa, nên khi đối mặt với phụ nữ, anh hết sạch kiên định. Là lính cứu hỏa nhưng gia đình của anh lại khá mong manh trước ngọn lửa mang tên người thứ ba. Khán giả xem phim vô cùng hoài nghi liệu Minh và Ngọc gặp nhau trong khung cảnh lãng mạn như thế này có xảy ra chuyện gì không? Ngọc có tiếp tục dụ Minh lên giường với Minh hay không? Chuyện của ba người, Minh, Thủy và Ngọc sẽ giải quyết ra sao? Con gái Minh có muốn nhận bố ở hay không? Những tập tiếp theo sẽ làm rõ điều này cho quý vị khán giả được biết. Ở tập vừa lên sóng còn có một tình tiết khá hài hước là chị đẹp Kha đang hí hửng tưởng sếp gọi điện khen về bài báo, nhưng hóa ra cô bị rũa một trận tơi tả vì viết về anh lính cứu hỏa nhưng lại không đào sâu chuyện nghề mà chỉ nói nhiều đến chuyện tình yêu. Chả có gì trong bài viết của cô cả. Nhân vật chính của cô là ai? Là người lính cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn. Vậy cô gắn cái mác chuyện tình cảm này lửa. Thế là thế nào? Ở đây không có cái gì đặc thù, cô viết như thế mà dám gửi cho tôi à? Sếp của Kha tức giận, trong khi Kha ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Kha chắc chắn yêu say nắng Hoàng rồi, liệu Hoàng có bị Kha hạ gục hay không? Rất nhiều điều mà khán giả đang tò mò ở bộ phim Lửa Ấm này. Quay trở lại với chuyện tình cảm của Minh và Ngọc. Tại sao trước đây Minh và Ngọc lại không đến được với nhau, còn Thủy lại đến bên Minh? Với những gì mà bà Mai và Mai Anh nói với nhau thì khán giả đã phần nào hiểu được Minh và Ngọc đã từng có một thuở nồng ấm bên nhau. Tuy nhiên, Ngọc lại là một người thực dụng, đã bỏ Minh chạy đi theo đồng tiền, chạy theo sự cám dỗ trước mắt mà không đoái hoài gì đến sự đau khổ vật vã của Minh sau khi Ngọc rời đi. Nhìn ánh mắt của Minh khi gặp lại Ngọc, chúng ta cũng thừa biết được rằng Minh từng yêu Ngọc như thế nào, lo lắng cho Ngọc ra sao, để giờ đây khi gặp lại, cảm xúc xốn sang lại ùa về, khiến cho Minh không giữ nổi bình tĩnh. Trên phim và cả ngoài đời, chúng ta có thể thấy không ít những trường hợp như Ngọc và Minh xảy ra. Những kẻ thực dụng vì lợi ích trước mắt mà rời bỏ người mình yêu thương, nhưng cuối cùng lại phải sống một cuộc sống bất hạnh. Họ lại quay trở về, tìm mọi cách để có được người xưa. Rất nhiều người vì tình sâu nặng nên cũng đã bỏ gia đình để quay lại với tình cũ. Phải chăng mình cũng là một số ít trong số những người như vậy? Trong những hình ảnh mà bộ phim giới thiệu có đoạn, Thủy đã phải gục đầu vào vai thầy mình. Nhiều khán giả cũng đồn đoán rằng trước đây thầy của Thủy và Ngọc hiểu rất rõ tình cảm của ba người. Thầy là người chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện tình cảm của ba người. Nên giờ đây khi Ngọc trở lại, biết Ngọc có ý định tranh giành chồng với Thủy, thầy rất thương cảm cho Thủy, thông cảm và chia sẻ với Thủy. Biết đâu giữa thầy và Thủy lại nảy sinh tình cảm thì sao? Tuy nhiên đó chỉ là những giả thuyết mà khán giả đặt ra dựa trên những hình ảnh mà nhà đài đã giới thiệu. Chúng ta hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Lửa Ấm để biết được sự thật câu chuyện tình cảm giữa ba người Thủy, Minh và Ngọc ra sao nhé. Phim tiếp tục được phát sóng lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.